Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Ngọc và các bạn biết đấy, ngày mai đã là ngày Halloween rồi và ngày đấy hơi đáng sợ một chút nhưng vô cùng là tuyệt vời. Vào ngày đấy mình sẽ có thể hóa thân thành rất là nhiều nhân vật khác nhau. Mình thì mình sẽ thường hóa trang thành cô phù thủy hay là nàng Bạch Tuyết. Mình thích nàng Bạch Tuyết vì cô ấy có làn da rất là trắng và cũng rất là xinh đẹp nữa. Còn mình thích hóa trang thành cô phù thủy vì cô ấy có rất là nhiều phép thuật. Các bạn thích hóa trang thành nhân vật gì trong ngày Halloween? Hãy kể cho mình nghe nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!